Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Mình tên là Quân. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cấu trúc đầu tiên trong chương trình sơ cấp N5. Và mới mẫu cấu trúc này sẽ giúp cho các bạn có thể giới thiệu được bản thân của mình, cũng giống như là chị gái trong hình này. Có vẻ như chị đã đến một môi trường mới để làm việc hay là học tập gì đó. Và để làm quen với mọi người thì chị sẽ giới thiệu bản thân của mình với các thông tin như là tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp. Mình làm mẫu thử nha. Watashi wa Quân desu. Tôi là Quân. Watashi wa Yuhashai desu. Tôi 18 tuổi. Watashi wa Betonamu jin desu. Tôi là người Việt Nam. Watashi wa Kyoshi desu. Tôi là giáo viên. Sau khi học xong bài này thì các bạn hãy tự giới thiệu lại bản thân của mình nha. Đây chính là các câu danh từ khẳng định kết thúc bằng desu. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần cấu trúc của ngày hôm nay nha. Danh từ 1 và danh từ 2 desu. Ở đây chúng ta thấy có xuất hiện chữ ha. Nhưng khi chữ ha đóng vai trò là một trợ từ, chúng ta sẽ không đọc là ha mà đọc là wa. Danh từ 1 và danh từ 2 desu. Nghĩa là danh từ 1 là danh từ 2. Trong đó danh từ 1 là người như là watashi, anata, anohito, anokata, mai sạn, lan sạn. Còn danh từ 2 thường là tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp. Chúng ta cùng đi vào ví dụ đầu tiên nào. Ở đây chúng ta thấy có trích dẫn sơ yếu lý lịch của chị Mirin. Mirin là chị Mỹ Linh. Yuhasai, chị 18 tuổi. Gakuse, chị là học sinh. Và là người Việt Nam, Betonamu Jin. Vậy bây giờ chị Mỹ Linh muốn tự giới thiệu bản thân của mình. Tôi tên là Mỹ Linh, tôi 18 tuổi thì chị sẽ nói như thế nào đây? Chúng ta có Watashi wa Mirin desu. Watashi wa Mirin desu. Tôi là Mỹ Linh. Watashi wa Yuhasai desu. Watashi wa Yuhasai desu. Tôi 18 tuổi. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về chị Mỹ Linh nha. Mirin-san wa gakusei desu. Mirin-san wa gakusei desu. Chị Mỹ Linh là học sinh. Mirin-san wa Betonamu jin desu. Mirin-san wa Betonamu jin desu. Chị Mỹ Linh là người Việt Nam. Còn ví dụ này thì sao các bạn? Có vẻ như anh đứng giữa, Mua Lan muốn giới thiệu cho hai anh bên cạnh làm quen với nhau. Và anh đã hướng tay về phía anh đeo mắt kiếng giới thiệu. Đây là anh Bình, thì anh sẽ nói như thế nào đây? Kochira wa Bình san desu. Kochira wa Bình san desu. Đây là anh Bình. Khi đó anh Bình sẽ tự giới thiệu bản thân của mình. Watashi wa Bình desu. Sanyukyusai desu. Watashi wa Bình desu. Sanyukyusai desu. Và anh còn lại cũng sẽ tự giới thiệu bản thân của mình lại là An desu. Niyurokusai desu. Dozo yoroshiku negaishimasu. An desu. Niyurokusai desu. Dozo yoroshiku negaishimasu. Nghĩa là gì các bạn? Tôi là Bình, tôi 39 tuổi. Còn tôi là An, tôi 26 tuổi. Rất mong nhận được sự giúp đỡ. Vậy bây giờ các bạn đã có thể tự giới thiệu được bản thân của mình rồi đúng không nào? Ở đây mình có một mẫu giới thiệu đơn giản và cơ bản nhất, các bạn hãy tham khảo nha. Hajimemashite, watashi wa Quân desu. Kotoshi yuhasai desu. Betonamu kara kimashita. Watashi wa Kyoshi desu. Dozo yoroshiku negaishimasu. Cùng dịch với mình nào. Rất hân hạnh được làm quen. Tôi tên là Quân, năm nay tôi 18 tuổi. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi là giáo viên, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với mình. Các bạn nhớ hãy tự giới thiệu lại bản thân của mình nha. Hai minasan, sayonara, mata kondo yoroshiku negaishimasu.